Chào các bạn, và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được gặp lại cô Ra Vàng và Kelly nha. Mình chợt nhớ ra là chỗ này có một chỗ bán bánh hot dog và hamburger này các bạn ơi. Hello, xin chào mọi người nha. Anh trai ơi, cái gì vậy? Chán ghê luôn các bạn ơi. Cục đá to chạy bá lửa vậy đó mà chạy xe móc mũi tới đâu không biết nữa. Chạy như vậy cũng bị vướng vào, chán ghê luôn á. Hello, xin chào anh trai nha. Anh trai ơi, bán cho em mấy cái bánh đi anh trai, bán cho mấy cái bánh đi. Đừng có nói là mình đụng nhẹ như vậy mà xỉu nha. Rồi luôn các bạn ơi, anh trai đã ăn vạ rồi. Mới đụng nhẹ sơ sơ thôi mà xỉu. Chán ghê luôn á, ông chú ơi. Ông chú bán bánh cho con đi, ông chú bụng phệ, ông chú bụng phệ. Hả? Không lẽ là mình có siêu năng lực hay sao các bạn? Mình đụng người nào là người đó xỉu liền luôn các bạn ơi. Vậy thì bây giờ mình sẽ thử đụng anh trai này nha. Rồi, anh trai ơi, đứng yên lại đó anh trai, đứng yên lại đó. Cô Ra Vàng của chúng ta có siêu năng lực đây các bạn. Nè, đụng anh trai nè. Ơ, chưa sao hả? Để mình đụng lại một lần nha các bạn. Rồi, anh trai ơi, anh trai xỉu đi. Rồi luôn các bạn ơi. Vậy là không phải mình có siêu năng lực nha. Mình bị ảo tưởng sức mạnh đó các bạn. Chán ghê luôn á. Vừa vào đụng hai anh trai này xỉu. Mình tưởng là mình có siêu năng lực mới ghê chứ. Rồi lụm tiền. Được đó các bạn ơi. May quá, có mấy anh trai nhân viên tới đến đây để giúp đỡ mọi người rồi ha. Nào, lên xe thay Kelly ơi. Chán ghê luôn á, vừa vào chưa có gì hết à. Anh trai né sang bên đi anh trai. Anh trai chạy xe cò cào với em hả? À các bạn ơi, hay là bây giờ mình làm highlight ha. Chiếc xe này có đội Cora, làm highlight là hơi bị viết vào rò đó các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, chúng ta sắp có một màn highlight có 102 đến từ Cora Vàng và Kelly ha. Đốt lốc luôn. Đây các bạn nhìn nè, tăng tốc. 3, 2, 1, wow. Chiếc xe này tăng tốc phải nói khá là khủng khiếp nha các bạn. Đó các bạn nhìn kìa, 138, 139 rồi các bạn. Ghê vậy ta. Nào, cố lên. Đó, phải như vậy đó các bạn ơi. Ôi, cái này tiếp đất mà được complete là hơi bị đẹp đó các bạn. Hy vọng là mình sẽ được complete nha. Nào, complete không. Ui các bạn ơi, em mèo các bạn. Nào. Hả? Bay xuống đẹp như vậy mà fail là sao vậy ta? Các bạn có thấy không? Rõ ràng đoạn đó mình đáp xuống đất phải nói khá đẹp luôn ha. Vậy mà cho mình fail. Mình không hiểu cách tính làm highlight luôn các bạn ơi. Rõ ràng tiếp đất đẹp như vậy mà. Vậy mà không cho mình complete. Ui. Anh trai ơi, có sao không anh trai? Rồi luôn các bạn ơi. Anh trai đó đắp chiếu rồi. Vừa vào sao mà mình quậy dữ vậy ta? Đi phá hết người này đến người khác. Ơi các bạn ơi, hình như hồi nãy mình nhìn qua phía sân bay, mình thấy có một ngôi nhà thì phải. Ở phía bên đây nè các bạn. Mình thấy rồi các bạn ơi, Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào trong ngôi nhà hoang đó để khám phá nha các bạn. Đó các bạn. Cái đoạn hồi nãy làm highlight á, tiếp đất xuống mình thấy ha. Đây là các bạn ơi. Hả? Đây chính là ngôi nhà của bà ngoại Danny mà. Mình nhớ là bà ngoại Danny có hai ngôi nhà nha các bạn. Một ngôi nhà ở vùng quê bất ổn và một ngôi nhà ở vùng bất bộ. Không ngờ ngày hôm nay ở sân bay lại có thêm một ngôi nhà của bà ngoại Danny nữa các bạn ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá ngôi nhà của bà ngoại Danny phiên bản trong game GTA 5 nha các bạn. Nào Kelly, bạn có muốn đi chung với mình không? Các bạn nhìn nè, chỗ đó là cái đường cống hả? Thôi, nó thối lắm các bạn ơi. Mình không muốn đi tham quan vào cái đường cống đâu. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi tham quan từ trên xuống dưới ha. Rồi, Kelly ơi, bạn có muốn đi vào đây với mình không? Hình như là ở đây nè các bạn ơi. Đâu rồi ta? Kelly đâu rồi? Kelly ơi, ui các bạn ơi, Kelly bị kẹt với kia mới ghê chứ. Rồi, đi tham quan với mình nè bạn. Wow, ngôi nhà của ngoại ni trông khá là thật nha các bạn. Tuy là hàng rép 1-1 nhưng mà nó thật lắm các bạn ơi. Đây các bạn, chỗ này có cái giường nè. Mỗi lần mình trốn bà ngoại Danny á thì mình sẽ chung xuống dưới đó để mình trốn ha. Nhưng mà không biết là ngày hôm nay bà ngoại Danny có ở nhà hay là không nữa. Ừ, các bạn nhìn kìa, Selena các bạn ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau được gặp thêm một nhân vật mới nha các bạn. Selena các bạn. Ơ, đã làm gì vậy? Hình như là đang lau nhà thì phải. Nào Kelly ơi, Kelly giúp đỡ mình với. Được rồi các bạn, bây giờ mình sẽ tấn công Selena luôn ha.
Này thì Serenina với mình nè, tới công chuyện với mình luôn. Wow, đậm phát mà không. Serenina làm gì vậy? Ui các bạn ơi, Serenina có một cái búa báu vật nha. Cây búa báu vật này lời bị hiếm đó các bạn. Wow, cây búa này trong truyền thuyết đó các bạn ơi. Bị lát chạy là mất tiêu rồi các bạn. Rồi rồi rồi, bây giờ mình sẽ chung vào cái tủ này để mình trốn ha. Không biết trốn được hay là không đây. Mình quên các bạn, cái tủ này đâu có cửa đâu. Mình trốn vào tủ đó cũng như không à. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá luôn ha. Trông khá là giống đó các bạn ơi. Hàng rác mộc mộc mà. Ở chỗ này có mấy cái camera này các bạn, để mà quan sát khi mà ai vào nhà mình ha. Hả? Vậy là mình vào đây, chứng tỏ bà ngoại Danny đã biết mình vào rồi các bạn ơi. Khá là nguy hiểm luôn. Rồi rồi rồi, trên đây thì mình đã khám phá xong rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới đây nha. Đây các bạn ơi, này thì Slendrina nè, gõ phá mộp đi gặp ông bà luôn. Ơ, hình như là mình nhặt được cây búa báu vật các bạn. À, đây rồi các bạn ơi, cây búa báu vật đây. Cây búa này là one hit nha. Mình gặp ai, mình gõ người đó chỉ một cái mộp thôi là người đó đi gặp ông bà liền đó các bạn. Ui, được có ai đó vậy? Ông ngoại Ramba. À, ông ngoại Ramba đang sửa nhà các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ chụp tấm hình này, mình sẽ gửi cho cô da đỏ ha. Ngày hôm nay mình đã đến nhà ngoại Danny và mình đã gặp được Slendrina này các bạn, với lại là ngoại Ramba ha. Hồi nãy mình quên chụp hình Slendrina chứ. Rồi, tiếp theo là mình sẽ chụp một tấm hình tự sướng nha. Được không ta? Đừng có nói là full chứ. À được 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 được, được các bạn ơi. Cái máy ảnh này á, lâu lâu hình nhiều quá mình không xóa thì nó sẽ bị full ha. Ơi, đứng chụp góc này đi các bạn ơi. Chụp chung với lại là ông ngoại Rambo luôn. Rồi. Ông ngoại Rambo. Được không ta? À đây các bạn ơi, góc khá là đẹp ha. Rồi. Gửi nó cho con đỏ thôi các bạn. Được rồi, được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi tham quan ngôi nhà của bà ngoại Danny và ông ngoại Rambo ha. Này thì ông ngoại Ramba nè, đến lượt mình nha, đến lượt mình nha. Ông ngoại Ramba hả? Tới công chuyện với mình luôn. Ơ các bạn ơi, cái ngôi nhà này nè, nó bị lắc hay sao đó các bạn? Các bạn thấy không? Mình gặp ai mình gõ người đó, cái người đó uống cong uống dẹo, y chang là có lăn quăng luôn các bạn. Có lăn quăng mà nó đang nhả đó các bạn. Cuộn qua cuộn lại ha, chán ghê luôn á. Ơ, đây có phải là Stanley không ta? À đúng rồi các bạn ơi. Mình đánh sao mà té xuống dưới đây luôn rồi. Ok, tiếp theo sẽ là ngoài đâm ba ha. Wow, có cả cái đàn piano luôn các bạn. Tiếc là mình đánh không có được ha. Đây là nhà vệ sinh rồi các bạn ơi. Ui, bà ngoại Danny đang ở đâu? Hình như chỗ này như vậy là xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia ha. À, căn phòng này hình như hồi nãy mình đi vào rồi các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi xuống dưới đây nha. Nào nào nào, từ từ thôi, từ từ thôi. Chạy sao mà cứ vướng víu tùm lum tùm la, chán ghê luôn á. Ở đây có ai không? Hello, hello. Mình thấy rồi các bạn ơi. Lại là bà ngoại Danny nữa hết ta. Các bạn nhìn kìa. Bà ngoại Danny hình như là đang cố sửa chữa một cái bẫy nha các bạn. Cái bẫy này khi mà mình đi vào á, bà ngoại Danny sẽ đóng lại. Đó các bạn. Wow. Này nha, bà ngoại Danny nha. Định gài bẫy mình hả? Này thì định gài bẫy mình nè, một hit một thôi bà ngoại Danny nha. Lại vậy rồi các bạn ơi, bà ngoại Danny bị tụt vào góc lắc rồi. Chán ghê luôn á. Được rồi các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi khám phá nữa ha. Chỗ này đường đi nó cứ tùm lum tùm la các bạn ơi, nó giống y chang là cái mê cung luôn. Rồi lạc qua lạc lại một chút chạy đâu là không thấy luôn đó các bạn. Chỗ này hả, cái đường này là đường hồi nãy mình đi xuống mà. Chán ghê luôn á. Ơi, không để đường cùng rồi hả ta? Mình nhớ có một cái đường cấm đó mà. À, đây rồi các bạn ơi, đây là các bạn ơi. Đây chính là cái đường cống để cho mình thoát ra ngoài ha. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để mình gặp Kelly nha các bạn. Không ổn là các bạn ơi. Lúc nãy cô Rau Vàng có nhắn tin nói với mình là hiện tại bây giờ cô Rau Vàng và Kelly bị bà ngoại Danny bắt cóc rồi các bạn. Mình đã có được vị trí ngôi nhà mới của bà ngoại Danny rồi các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi giải cứu cô Ra Vàng và Kelly ha. Đây rồi các bạn ơi. Ngôi nhà của bà ngoại Danny ngay phía trước mặt mình luôn. Không biết là cô Ra Vàng với Kelly đang ở đâu nữa. Để mình xem thử đây nha các bạn. Đây rồi, ngôi nhà của bà ngoại Danny. Ơ các bạn nhìn nè,
chiếc xe của cô Rao Vàng và Kelly đó các bạn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi giải cứu cô Rao Vàng và Kelly nha các bạn. Để mình xem đã. Chỗ này là cái đường cống nè các bạn ơi. Được rồi, bây giờ mình sẽ thử trà trộn vào ngôi nhà của bà ngoại Danny ha. Nhưng mà đi bằng đường cống nha các bạn. Ui, mới nghe nói sơ sơ thôi mà nghe mùi thối rồi các bạn ơi. Cô Rao Vàng này các bạn. Thanh niên này bị lạc ở đường cống à. Chán ghê luôn á. Rồi còn Kelly đâu? Cô Rao Vàng ơi, cô Rao Vàng. Kelly đâu, cô Rao Vàng? Thanh niên này chán ghê cho các bạn. Vừa vào đã thấy ngồi ngay chỗ đường cống rồi các bạn ơi. Rồi còn Kelly đâu, cô Rao Vàng? Chán cái Rao Vàng này ghê luôn á. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi tìm Kelly ha. Mình đã tìm thấy được cô Rao Vàng rồi các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là Kelly nha. Rồi, lên phía trên đây, ngôi nhà của bà ngoại Danny. Chỗ này sao mà khó đi dữ vậy? Ui các bạn ơi, cái cầu thang này nè, đi xuống thì dễ nha, nhưng mà đi lên là hơi bị căng đó các bạn. Nhảy sao, đập mặt vào tường luôn mới ghê chứ. Ê các bạn ơi, cầu thang này á, đi xuống thì cực kỳ dễ nha, nhưng mà đi lên là hơi bị căng đó các bạn. Rồi, các bạn thấy không? Nhảy sao, ra ngoài có bắt luôn các bạn. Chán thật sự luôn á. Rồi sao bây giờ đây? Hả? Cái gì đây? Kelly này các bạn ơi. Thật là áo ma Karakanasi muội quá đi mà. Ủa, vậy sao nãy mình đi vào mình lại không thấy? Chán ghê luôn á. Vậy là mình đã giải cứu thành công được Kara Vàng với lại Kelly rồi các bạn ơi. Ơi, nhiệm vụ này sao dễ như vậy? Mình tưởng nó căng lắm chứ các bạn. Mình tưởng đó là chúng ta sẽ được gặp bà ngoại Danny và đánh nhau với bà ngoại Danny chứ. Không ngờ chỉ như vậy thôi các bạn ơi. Mình đã giải cứu thành công được Kelly và cô Rao Vàng rồi các bạn. Khá là ổn luôn ha. Chán ghê luôn á. Tự dưng nãy đi vào tới đây cái bị lắc các bạn. Đâu rồi ta? Cái góc lắc. Góc lắc làm sao? Mình đã xì ba mình ra ngoài luôn. Và cuối cùng mình đã gặp được Kelly nha các bạn. Ok, ngôi nhà của bà ngoại Danny. Wow, cái bẫy của bà ngoại Danny này các bạn ơi. Thôi, tránh ra xa là tốt nhất nha các bạn. Đi lại gần phát một, nó kẹp mình vào đó là thôi luôn đó. Rồi, cố lên. Ngôi nhà của bà ngoại Danny này chán ghê luôn các bạn. Cứ nhảy qua nhảy lại á là bị kẹp vào góc lắc nha. Wow, cái học tủ này hình như có đồ các bạn ơi. Mình vừa nhặt được thì phải. Để mình xem thử nha. À không có gì đâu các bạn. Mình tưởng đâu là mình nhặt được cái búa báu vật chứ. Chán ghê luôn á. Không phải nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá lại một lần nữa ngôi nhà của bà ngoại Danny ha các bạn. Rồi sau đó mình và các bạn sẽ cùng nhau rời khỏi đây nha. Ôi, rồi đường lên đâu ta? What the hell. Chạy vòng vòng chút xíu là lạc luôn các bạn ơi. Đây các bạn nhìn nè, đi tùm lum tùm la à. À, mình thấy là các bạn ơi, cái cầu thang lên nè. Đó các bạn nhìn kìa. Mỗi lần bước lên từng bậc thang phải nói khá là khó khăn ha. Rồi, còn chỗ nào nữa không ta? Hay là hết rồi. Mình nhớ hình như là có một cái nhà tù bà ngoại Danny bắt giữ mọi người nữa các bạn. Mà mình không biết ở trong cái bản mod này có hay là không nữa. Để mình xem thử nha. Ôi, đừng có rớt xuống dưới kia chứ. Có đường lên không ta? Chỗ này hả? Không có rồi các bạn ơi. Ủa? Vậy là không có đường đi lên hả? Chán thật sự luôn á. Rồi luôn các bạn ơi, không có đường đi lên rồi. Bây giờ mình sẽ thử sử dụng bản mod nha. À, đây các bạn ơi. Ui, đây chính là nhà tù của bà ngoại Danny bắt giữ mọi người nha các bạn. Đâu rồi ta? Đây các bạn, mình thấy có cái lồng sắt nè. Ui, còn cái tủ này. À, không có gì các bạn. Mình tưởng nó là bà ngoại Danny đang nuôi nhốt một con quái vật chứ. Ai ngờ không phải nha. Chỗ này sao ta? Đi xuống được không? Ồ, thì ra là chỗ này hả ta? Có cầu thang này các bạn ơi. Nhưng mà có điều á, mình đi lên không được nha. Chán thật sự luôn á. Cái cầu thang vô dụng nha các bạn. Có nhưng mà sử dụng không được. Rồi giờ sao đây ta? Có phải không ổn rồi các bạn ơi. Chiếc xe này á thì chỉ được hai người thôi à. Nào mọi người, bây giờ mình sẽ lấy một chiếc xe. Rồi sau đó tụi mình sẽ cùng nhau rời khỏi đây nha các bạn. Vai hai cầu. Rồi, vai hai cầu xịp bam. Mình sẽ lấy một chiếc xe van đi các bạn. Hôm trước mình thấy có một chiếc xe van hơi bị vip vào rộ luôn các bạn ơi. Ngầu lắm. Đâu rồi ta? Con xe van này hả? Không được rồi các bạn ơi, trong nó khá là bình thường luôn á. Đâu ta? Đợt trước. À, đây rồi các bạn ơi.
Chiếc xe này có tên là Rumble nha. Đọc nhanh quá là mình tưởng là Rambo đó các bạn. Con xe này có tên là Rumble ha. Rồi mọi người, lên xe thôi mọi người ơi. À, đi được 4 người các bạn ơi. Cửa kéo luôn mới chịu chứ. Dân chơi Cora xanh này là hơi bị ghê đó nha. Biết xài cửa kéo luôn các bạn. Đó, Kelly cũng như vậy luôn ha. Rồi mọi người, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi du lịch nha. Nào mình cùng lên xe van, nào mình cùng đi chơi nha. Con xe này chạy phải nói khá là ổn luôn các bạn. Ừ, nhưng mà kỳ vậy ta. Con xe này mình mới lấy ra mà nó hết xăng rồi các bạn. Ok, may mắn quá các bạn ơi, chỗ này có trạm xăng nè. Mình thấy, các bạn nhân kia, thì ra là bà ngoại Renny, ông ngoại Ramba với lại là Slendina đi ra ngoài để mua đồ ha. Vậy mà mình không biết các bạn, mình tưởng đó là bà ngoại Renny không có ở nhà, bà ngoại Renny đi đâu rồi chứ. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ chạy xe ở đó, mình sẽ đụng bà ngoại Renny, ông ngoại Ramba và Slendina nha các bạn. Rồi, tăng tốc, chuẩn bị đụng nè. Này thì dám bắt cóc những người bạn của mình hả? Tới công chuyện với mình luôn nha. Ai có súng vậy? Cô ra vàng và Kelly nha các bạn. Được đó. Ui các bạn nhìn kìa. Hỗn chiến là các bạn ơi. Cảnh sát đến đây thì nảm luôn mới ghê chứ. Rồi mọi người, đánh nhau đi mọi người ơi. Đánh nhau đi. Giải boxing ao làng bắt đầu. Và đây chính là cuộc chiến 3 vs 4 nha các bạn. Tuy là nó có hơi không công bằng, nhưng mà bà ngoại Danny á là bà ngoại Hoa mà. Bà khá là mạnh luôn các bạn ơi. Bà không sao đâu. Đó, đánh nhau nè. Đây chính là con xe của bà ngoại Danny nè các bạn. À, cũng may là con xe này bị hư, cho nên là bà ngoại Danny không về nhà kịp ha. Hồi nãy mà về nhà kịp là đánh nhau trong đó rồi các bạn ơi. Nhưng mà không sao, gặp nhau ở đâu thì chọn nhau chỗ đó. Rồi. Ui mọi người ơi, cái trạm xăng đó mọi người. Mọi người hạn chế bắn vào đi. Bắn vào ông phát ra nổ là cả bảy đi gặp ông bà đó. Rồi đánh nhau nè. Đại chiến rồi các bạn ơi. Bà ngoại Danny, ông ngoại Damba, Selena đánh nhau với lại là biệt đội Cora nha. Đúng rồi, đánh nhau đi mọi người ơi. Các bạn ơi, biệt đội của mình còn thiếu người nha. Mình quên chứ, đó chính là Cora tím nha các bạn. Biệt đội của tụi mình còn thiếu người, nhưng mà thôi, mình thấy về ổn rồi các bạn. Bà ngoại Danny nè. Đúng rồi, đánh nhau đi mọi người ơi, đánh nhau đi. Đánh nhau cho bà ngoại Danny khỏi ngoài dậy luôn nè. Ông ngoại Ramba, Slendina. Wow, các bạn nhìn nè. Mình có hàng nấm các bạn ơi. Một chiếc bom xăng nha. Ui, bà ngoại Danny đánh mình hơi bị đau đó. Đúng rồi mọi người ơi. Đi qua đây đi mọi người ơi. Mình có một quả bom xăng nè. Đi qua đây đi mọi người ơi. Khá lõm đó các bạn ơi. Đó. Bà ngoại Danny bị thua rồi các bạn. Wow, khá là ghê ha. Trâu bò với mình nè. Mình đốt luôn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau cho bà ngoại Danny biến thành bà ngoại Danny nướng, bà ngoại Danny BBQ, bà ngoại Danny 7 món. Rồi, Slendina, ông ngoại Ramba. Cái gì kỳ vậy? Một pha xử lý phải nói khá là cồng kềnh đến từ Cora đỏ nha các bạn. Ném bom xăng vào người ta làm sao. Mình bị cháy luôn mới ghê chứ. Rồi, không cho còn dậy luôn nè. Tiếp theo sẽ là quả bom khói nha các bạn. Smokernel, quả bom khói này hơi bị ghê đấy các bạn ơi. Tuy là khói như vậy thôi, nhưng mà sát thương nó cũng hơi bị cao ha. Đó, ném bom khói nè. Bà ngoại Danny với mình hả? Ui, cái gì mà ghê với vậy ta? Đó các bạn thấy không? Ném bom khói nè, bắn súng nè, đánh nhau tùm lum tùm la. Mà bà ngoại Danny, Slendrina, ông ngoại Ramba vẫn không sao hả? Mọi người khỏe vậy mọi người? Các bạn có nghe không? Mình ném bom khói mọi người ngửi sao? Mọi người ho quá chừng ho luôn các bạn. Wow, cây búa báu vặt đó là bị VIP đó nha, Slendrina. Chút xíu nữa thôi, cây búa đó sẽ thuộc về mình. Đúng rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ tiêu diệt Slendrina trước ha. Rồi, đâu rồi ta? Wow, có sự găng các bạn ơi. Một phát một đó. Một hit một. Găng bắn súng các bạn. Đánh thì mình không đánh nha. Đó, cho ăn bắn súng nè, cứ ngồi dậy đi. Mình cho ăn bắn súng liên tục luôn. Rồi, ngồi dậy đi. Chán gì vậy các bạn. Rồi, ngồi dậy đi. Cho ăn bắn súng liên tục luôn. Wow, các bạn nhìn nè. Đạn sực găng bắn quá chừng bắn luôn các bạn mà vẫn không sao. Ui ghê chứ vậy. Mấy thanh niên này. Ôi, có vẻ như tụi mình
không phải là đối thủ của bà ngoại Danny là các bạn ơi. Mình thích kêu bố bố giặt đó ghê luôn á, nhưng mà tiếc quá đánh nhau mà lấy không được các bạn. Này nhá, bà ngoại Danny nè, một quả bom kích nổ từ xa. Một quả bom kích nổ từ xa, đúng rồi. Chạy lại gần đi, chạy lại gần đi, chạy lại gần đi. Đó các bạn ơi, nổ quá chừng luôn kìa, nổ quá chừng luôn kìa. Này thì Slendrina nè, Slendrina nè, Slendrina nè, đó đó đó, wow. Nổ mình chết như mặt mày luôn các bạn. Ơ, rồi còn ông ngoại đám ba đâu ta? Từ nãy cho đến bây giờ mình không thấy ông ngoại đám ba này các bạn. Không lẽ là ông ngoại đám ba bị tiêu diệt rồi sao? Ờ, bà ngoại Danny nè các bạn ơi, Slendrina nè. Ơ, ông ngoại đám ba đâu ta? Mình không thấy ông ngoại đám ba luôn các bạn ơi. Không lẽ là mọi người đã tiêu diệt thành công được ông ngoại đám ba rồi hay sao? À, đây là các bạn ơi, ông ngoại đám ba bị ngủm cú từ rồi ha. Tiếp theo sẽ là bà ngoại Danny nha. Tiếp theo sẽ là bà ngoại Danny nha. Bà ngoại Danny nè. Ui, mình đứng gần quả bom đó, mình cũng bị nổ lây nha các bạn. Rồi, Slendrina, Slendrina. Wow. Ơ, Slendrina làm gì vậy? Các bạn nhìn nè, bây giờ mọi người bị lắc à. Rồi, bà ngoại Danny, bà ngoại, bà ngoại Danny nè, bà ngoại Danny nè. Ui, mình đứng gần nó nổ lây mình luôn nha các bạn. Rồi, Slendrina, cho mình cây búa báo giặc đi, cho mình cây búa báo giặc đi. Mình đứng gần hơi bị cay nha các bạn, mình phải đứng xa xa ra. Đúng rồi, Slendrina, tặng mình cây búa đi. Ui, bà ngoại Danny nữa hả? Này thì bà ngoại Danny nè, Slendrina, tặng mình cây búa đi Slendrina ơi. Wow, cây búa rớt ra ngoài rồi các bạn. Được đó, được đó. Bà ngoại Danny ơi. À, ui các bạn, bà ngoại Danny vẫn chưa bị tiêu diệt nha. Và đây chính là cây búa báu giặc. Cây búa này á là hơi bị mạnh nha các bạn. Rồi, cây búa báu giặc nè, cây búa báu giặc nè, cây búa báu giặc nè. Tiêu diệt bà ngoại Danny thôi mọi người. Tiêu diệt bà ngoại Danny thôi. Tiêu diệt bà ngoại Danny thôi. Wow, cây búa báu giặc quả nhiên là danh bất hư truyền các bạn. Đậm phá một thôi, bà ngoại Danny đã đi bán muối rồi các bạn ơi. Ui, cây búa báu vật này mạnh quá ha. Ổn định thật sự luôn các bạn ơi. Mới đánh bà ngoại Danny sơ sơ có mấy cái thôi mà bà ngoại Danny đã đi bán muối rồi ha. Rồi bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau đi phượt nha các bạn, rời khỏi khu vực dừng quê bất ổn thôi các bạn ơi. Khu vực này bây giờ hiện tại phải nói khá là căng ha. Bà ngoại Marini á các bạn coi như vậy, chứ bà không sao đâu. Một chút nữa bà sẽ cùng với ngoại Damba nè, rồi Slendrina ngồi dậy và đi săn tụi mình đó các bạn. Bà ngoại Marini mà, bà ngoại Marini thì không thể nào đai được đâu nha. Bà khá là ghê đó các bạn ơi. Thôi thôi thôi, cách tốt nhất bây giờ là tụi mình sẽ cùng nhau trốn khỏi đây ha. Nào mọi người ơi, cho tụi mình xin đường với mọi người. Tăng tốc thôi các bạn ơi. Rồi, và mình nghĩ là mình cũng sẽ tạm dừng video của mình ở đây thôi ha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Đụng vào cái trụ sao, rớt cái cản ra ngoài luôn mới ghê chứ. Để mình phía lại xe đó nha các bạn. Rồi rồi, chỗ kia có ăn cướp các bạn ơi. Nhưng mà thôi, bây giờ mình kết thúc video rồi, cho nên là mình không thể nào mình giúp đỡ được mấy anh trai cảnh sát ha. Tạm biệt các bạn nha. Bye bye.